Nhà mới vừa tưới xong, nhìn rất là mướt mát. Này mình đi hái bí đao. Có hai trái bí đao bự về để dành nấu trà bí đao. Wow, mập như con heo. Cắt nha. Wow, nặng quá. Trên 2 kg. Và bên này hái tiếp một trái nữa. Bèo, trái này cũng nặng, chắc phải 2 kg luôn. Hai trái, coi thử còn trái nào nữa. Có bụi sơ ri nè, còn một trái. Hai trái này có vẻ chưa có già không, mình đem bữa nào hái. Của sơ ly chín. Bà coi đám bò hồ lô nhà mình. Một em, hai em, ba, bốn, 5, 6, 7, 8, 9. Hai trái này bị rụng cuống. 10, 11, 12. Wow, ba em cùng một ấy luôn. 12, 13, 14. Nhìn nó rất là dễ mến. 15, 16, 16 trái. Nhìn rất là thích. Bình đựng rượu ha, trắng trẻo đẹp trai ha. Hai trái này bị rụng cuống rồi, mình phải hái. Trái kia cũng bị rụng cuống kìa, hái luôn. Wow, chưa kịp hái đã rụng luôn à. Mình cố tình để trên cây cho nó già. Lúc bữa nó làm mình đang rù. Cuối cùng nó đã bị rụng. Khá là cưng ha. Trái này bữa bị rớt xuống bị nứt mất. Khá là nặng. Mình thích. Rồi, đi qua quên hai trái bầu bí đao vô. Wow,
một em. Què, hai em. Cắp nắp hai em. Lớn cắp nắp. Cần thêm bao nhiêu? Một ký một em nha. Hai ký em này nữa. Wow, gần 5 ký.